và nhận được xin được lại cho ban tổ chức ạ. Xin được trân trọng cảm ơn. Sơn Tây long trọng tổ chức hội thi chào mừng hot đấu lần thứ 10. Alo, mời em nghệ nhân vào giúp ban tổ chức chào lòng nhé. Về tham dự hội thi ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu ông Đặng Cao Hải, phó chủ tịch hiệp hội chào mừng Bắc, trưởng ban thi đua khen thưởng. Được thì chúng ta nhận được chào mừng ông Khánh Lê, trưởng ban đối ngoại hiệp hội chào mừng Bắc. Cùng toàn thể các ông đại diện các phòng ban hiệp hội chào mừng Bắc. Được thì chúng ta nhận được chào mừng. Kính thưa quý vị, và về tham dự hội thi ngày hôm nay là gần 500 nghệ nhân trực thuộc 50 câu lạc bộ của hiệp hội chào mừng miền Bắc. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phùng Hoàng Thanh, chủ tịch câu lạc bộ chính cảnh sứ đoàn Sơn Tây lên phát biểu khai mạc hội thi. Xin mời ông. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa các anh em trực, các câu lạc bộ hội quán, các anh em nghệ nhân về tham dự hội thi chào mừng hoạt đấu sứ đoài mở rộng lần thứ 10 ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin được trân trọng gửi tới quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các anh em nghệ nhân lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, đây là lần thứ 10 câu lạc bộ chinh cảnh sứ đoài tổ chức hội thi chào mừng hoạt đấu mở rộng. Tuy là lần thứ 10 nhưng vẫn vẹn nguyên tình cảm như ngày ban đầu, với sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả các em nghệ nhân đến từ các tỉnh thành khu vực miền Bắc. Những chú chim đã được bỏ trong ngày hôm nay trưng lên để xin kính chúc các em nghệ nhân cùng các chú chim của mình đạt thành tích tốt nhất tại hội thi ngày hôm nay. Chúc cho anh em giám khảo làm tốt trọng trách sứ mệnh cao cả của mình, lựa chọn ra những chú chim xuất sắc nhất đạt giải của hội thi ngày hôm nay, và xin kính chúc toàn thể quý vị chúng ta mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Chúc khai mạc hội thi chào mừng hoạt đấu Sơn Tây Vượng lần thứ 10. Xin trân trọng cảm ơn.